Những anh nào, những bạn nào thế hệ 8X, 9X ngày xưa chắc chắn sẽ đầy cảm xúc với cái chiếc điện thoại Nokia N70 này. Xin chào anh em đến với kênh của mình. Và trên tay mình ở đây là một chiếc Nokia N70 hàng zin nguyên bản, nguyên hộp và chưa qua sử dụng anh em nhé. Và điểm đặc biệt không chỉ nằm ở chỗ nó là hàng nguyên bản, nguyên hộp và chưa sử dụng. Mà điểm đặc biệt mà mình muốn nhắc đến ở đây, con này nó là bản Internet Limited Edition. Nghĩa là con này nó là bản giới hạn và những anh em nào mà chơi N70 cái thời điểm ngày xưa chưa chắc đã nhìn thấy được cái phiên bản này. Cái bản này thì nó khác một chút, nó là bản phân phối bởi nhà mạng Vodafone, Nokia nó phân phối cho nhà mạng Vodafone và cái nút điều hướng ở đây cũng như là phía mặt sau nó sẽ có cái chữ Internet Limited Edition và nó có logo của nhà mạng Vodafone như ở trên hộp ở đây. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ mở hộp và chia tay cho anh em chiếc Nokia N70. Chiếc điện thoại đã ra mắt cách đây khoảng 19-20 năm rồi Tức là khoảng năm 2005 Năm nay là năm 2024 rồi Và chiếc này bây giờ vẫn thiết kế quá đẹp và quá đẳng cấp Đấy. Những anh nào mà ngày xưa mà đã cầm trên tay cái chiếc này thời 2005 Thì đảm bảo là đẹp trai xinh gái luôn Tại vì là phải có điều kiện với đập hộp những con L-series như này Rồi và bây giờ máy mình sẽ để sang một bên Và mình sẽ nói về máy sau cùng nhé anh em nhé thì mình sẽ dạo qua cái hộp một trước một chút thì cái hộp con này, này nó có hai phần phần hộp ở trên kia còn đây là cái phần giải bọc ngoài cái đây là cái phần uh, giấy bọc ngoài của cái hộp này đấy hơi có dấu vết thời gian rồi nhưng mà riêng cái may lại có cái giấy này nó mới bọc được cái hộp được đẹp đấy cái hộp bên trong thì rất đẹp nhá đây, máy mình có để sang một bên tí nữa mình sẽ nói sau bây giờ mình sẽ mở hộp trước cho anh em xem thì uh, đây hộp con này thì mình cũng quay qua này phía mặt sau này nó có giới thiệu này Nokia N70 này Anh em nhìn cái hộp zin Những anh em nào mà chơi điện thoại cổ rồi Thì xem video của mình thì cũng đủ hiểu là mình chỉ quay những con hàng zin chuẩn chất thôi Còn những cái bạn nào mà không biết thì vào bình luận tiêu cực thì cái đấy mình không nói cái đấy những cái anh những cái bạn nào mà không biết chỉ biết những cái hàng dựng vỏ lô thì cái đấy thì mình không tính tiền ok đây những cái dịch vụ ngày xưa này bluetooth này rio này đấy cũng như là phía mặt hông này đấy nó các cái dịch vụ của nokia ngày xưa có hình anh chị người mẫu quảng cáo các biểu tượng cảm xúc khác nhau này rất là đẹp luôn quảng cáo chiếc N70 phiên bản limited này và cái bản này thì uh, nguyên hộp lại khó kiếm hơn cả bản thường nhá và mình mở hộp cho anh em xem này mở hộp ra thì ở bên trong máy sẽ nằm trong túi và nằm trong cái vị trí này và trong trước cái túi thì nó sẽ có một cái mã email email của máy đấy cũng như là cái QR code nhiều bạn cứ bảo là Nokia ngày xưa gần 20 năm trước làm gì có QR code ông định bịp tôi à Thực ra không phải đâu. Các bạn tìm trên mạng QR code nó ra mắt nó đã ra đời từ năm 1994 và những chiếc Nokia từ những đời đầu những năm 2000 là đã có mã QR code ở đây rồi, ở đằng sau rồi. Còn những cái chiếc nào mà từ đời năm 2000 trở lại với 98 99 thì có khả năng là đằng sau nó vẫn là mã vạch, nhưng mà những chiếc từ đời 2000 trở đi nó đã có QR code rồi rất nhiều um, bác không biết bình luận thì mình cũng đang rút ra từ những cái cái bình luận đấy để cho anh em hiểu cái bản chất của những cái con Nokia cổ ZIN ngày xưa và con này thì mình bao trách mọi thượng thì anh em khỏi phải lo, phải lo với đội chuẩn rồi đấy đây là cái uh, bìa để đựng cái uh, cái đĩa đây một đĩa driver này rất là chất luôn anh em nhìn đồ ZIN ngày xưa thì cực kỳ chất luôn những đồ này nó trong tay những người sưu tầm hoặc shop điện thoại cổ họ còn găm hàng thì bây giờ nó còn và họ bảo quản rất tốt đấy thì uh, ở đây mình sẽ giới thiệu qua con này rất bạc ngàn phụ kiện luôn. Thứ nhất là một viên pin Zim. Còn nguyên uh, tem xanh led này. Còn nguyên cái phấn đen này. Song N70 này ngày xưa thì mình có order một vài uh, bản phiên bản thường. Thì uh, pin nó hay bị phồng. Nó tùy thị trường thôi. Để lâu thì nó bị phồng. Còn những bản nếu mà bảo quả tốt thì pin nó vẫn bình thường. Nên em đừng thắc mắc là 20 năm rồi thì pin chắc chắn phải hỏng 100% là không có đâu. Có những chiếc thì nó vẫn bị tự phồng thật. Có những chiếc thì nó pin nó vẫn bình thường tại vì nó là pin rời và nó nằm ngoài hộp thì đương nhiên là nếu bảo quản tốt ở khí hậu tốt thì nó vẫn bình thường đấy, một viên pin zin nhá tiếp nữa này cái này là cái hộp đựng một cái thẻ nhớ và một cái chân để nối vào cái để cắm kết nối vào máy tính đấy thì cái thẻ nhớ này bộ nhớ siêu khủng từ ngày xưa lên đến 64 64 mê đấy multimedia các thẻ nhớ lớn mà nó chỉ có 64 mê thôi bây giờ chỉ đủ lưu được vài bài nhạc thôi nhưng mà ngày xưa cái chỗ này nó lưu được hàng trăm cái game Java hoặc những cái ứng dụng những cái chủ đề. Đấy. Ok. Rồi, và đến tiếp theo là nó cái tai nghe zin. Tai nghe zin thì con này nó là bản là tai nghe màu trắng, máy màu trắng, tai nghe màu trắng. Đấy. Con này thì anh em đừng có thắc mắc là vì sao mà cái tai nghe lại made in China, cái cái, cái, cái bao da à, cái, cái dây đeo và cái khăn lau nó lại made in Thổ Nhĩ Kỳ nhá. Tua cây Thổ Nhĩ Kỳ nhá, tại vì là ngày xưa Nokia nó đặt nhà máy ở rất nhiều quốc gia và phụ kiện nó cũng đặt nhà máy ở rất nhiều nước nên là máy made in Phần Lan hay là Hungary nhưng phụ kiện made in ở chỗ A, chỗ B, chỗ C là hoàn toàn bình thường và đồ zin thì nó vẫn là zin thôi, không thể chối cãi được. Đấy. Con này này, ngày xưa mình có đăng một cái video về đập hộp N70 thì có nhiều bác bảo là ngày xưa mình đập hộp N70 là cái tai nghe khác cơ mà. Hàng này không phải zin rồi, nhưng không phải đâu. N70 ấy, nó có một phiên bản là phiên bản Music Edition hay còn gọi là phiên bản ME là, là viết tắt của Music Edition và cái chỗ góc này này, cái phím này nó sẽ là hình nốt nhạc thì cái này thì mình cũng có thể cài được thôi nó mình cài phím tắt vào đây thì cũng được thôi nên là cái phím nghe nhạc riêng thì nó cũng không quan trọng lắm đâu nên là đấy mình giải thích rõ cho nhiều anh em không biết hiểu đấy nhá dây đeo này miếng vải khăn lau này rồi nhắc cái khay này lên bên dưới đã còn phụ kiện nhiều lắm Còn này thì ngày xưa nó không bảo vệ môi trường đâu mà nó cho trang bị cho người dùng cực kỳ nhiều phụ kiện này tiếp theo là một củ sạc zin này củ liền dây rồi tiếp nữa là một sợi cáp chuyển cái sợi cáp này là sợi cáp để kết nối máy tính truyền dữ liệu chạy phần mềm và nó là cáp chân Z ngày xưa anh em nhé Cái tai nghe kia nó cũng là chân chân Z đấy chứ nó không phải là chân 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 tròn 2.5 hay 3.5 đâu. Anh em nhìn cái sợi cáp chất chưa? Đấy. Sợi cáp thì made in Thái Lan này, mình đã nói rất nhiều rồi. Đấy, đồ zin anh em nhìn này, cái bụi nó bám nó vào cái cáp nó hơi dính dính này. Đấy, đồ zin chất, nhìn một phát là mê ly luôn. Đây, một và cuối cùng là một cái cọng cáp chuyển cái cáp này là chuyển từ sạc chuôi lớn sang sạc chuôi nhỏ hay còn gọi là sạc chuôi lớn sang sạc chân kim đấy thì ngày xưa là những đời một một không y hoặc là chiếc lá lớn sáu béo những cái con đấy thì nó hay dùng sạc chân chân to và từ đời n 70 trở đi n 70 n 72 n 73 thì nó sẽ sạc chuôi nhỏ thì những ai mà đang có sạc chuôi chuôi lớn thì sẽ sẽ cắm qua cái cổng chuyển này và chuyển sang cái sạc chuôi nhỏ đấy mình nói rất kỹ chỉ cần nói một hai câu là anh em hiểu là là ai mà chơi Nokia cổ thì nói một hai câu là mình hiểu là cái độ chơi của người đấy đến thể đến như thế nào mà. Đấy sách thì uh, rồi thế thôi. Thì bây giờ mình đến với nhân vật chính đó là chiếc uh, Nokia n 70 n 70. Con này thì uh, bản internet limited thì nó nhìn nó độc lạ hơn và cái màu trắng của nó nó hơi trắng ngà, trắng sữa đấy. Đấy. Pin thì con này mình không lắp đại khái là mình lắp pin lên mình bật nguồn lên thì lúc màu khởi động nguồn ấy nó sẽ lên cái logo của nhà mạng Vodafone này, này. Nếu mà anh em đang nguyên cái phần mềm nguyên gốc chưa chạy chưa chạy lại phần mềm thì cái phần mềm nguyên gốc của nó nó sẽ có logo của nhà mạng. Đấy. Và cái thiết kế con này mình đánh giá rất là cao, trượt lên trượt xuống này thì nó camera nó tự mở, tự đóng mở. Nếu anh em trượt xuống là camera nó tự mở và mình chỉ có việc chụp thôi. Còn đóng trượt lên thì camera cũng tự đóng luôn. Đấy. Hàng zin nguyên bản thì đẹp kem không tì vết rồi. Và con này thì nó cũng uh, xem tiền với một con uh, iPhone XS Max cũ đấy chứ nó không hề rẻ đâu. Nhưng anh em đừng nghĩ là uh, nhìn ở đây quay ở đây rồi xong uh, có nhiều bạn bảo là, ui ông này có bảo có một con nhưng lúc mà hỏi thì bao nhiêu con nó có thì không có đâu nhá. Đây mình đọc luôn email này. Hình như là con này mình còn một con nữa đang về. Con này thì, uh, con này là email uh, bao nhiêu đây? Đây, email của nó đây. N70 này, email là 11322 này. Đấy, made in Germany, Germany là Đức. Đấy. Made in Romania nhưng mà những cái phụ kiện nó made in ở chỗ A, chỗ B, chỗ C là hoàn toàn bình thường anh em nhé. Sợi cáp made in Thái Lan, cái tai nghe made in China, cái bao da ở à, cái, cái, cái dây đeo và cái dây đeo và miếng vải made in Thổ Nhĩ Kỳ là hoàn toàn bình thường. Ok, cảm ơn anh em đã xem video của mình.